Lựa luôn cái này nhé. Đông dày đúng không? Mà hết cuộc đóng rồi chứ. Bé. Nó cái bếp phẳng, bế đồ rồi chi tùm lum á mà. Đợt là phần đôi 6, đợt như học là 5 đứa này. Đợt em là phẳng. Đợt em học là 3 đứa. Thôi đợt em học là thuận vừa, vừa được nhận luôn á. Ừ. Hôm nay ngồi nói chị chủ góc á. Chị chủ góc á. Chị ngồi ở phòng 2 á, phòng 1 á. Bà đang. Chị đón cái nhận chị đó. Khách bên nói gì hả chị Thuận kia? Đợi chị kêu ngủ lắm á. Không đợi ai á. Chị làm luôn chứ sao có kêu làm chị? Chị thấy nhập thần khàn á. Em biết đây chị bé nhập thần khàn á. Chị bé mong giọng khàn khàn đây. Chị Hoa hả? Chị Na hả? Xuống cái là nó xuống luôn á. Mấy ngày đây là chắc phải có anh Bi với còn ở đâu có nhà rồi.
Cái bơm trước ai nhầm nữa ác vậy? Bạn nhà mày nhầm. Trời đất ơi, mày nghĩ rằng chị cũng nhầm, chồng cũng nhầm, má lẩu á. Nghĩ tao mày nhầm. Ai nó nhận ra không mà không ai nhận ra luôn. Đây, đây. Đây, em cứ yên. Rất là không đủ thân với mày rồi. Nhầm quá hả? Chồng mày mà nhìn nghĩ ra nhìn sau lưng mình nghĩ ta là vợ. Ừ, chị ruột hắn cũng nghĩ đó nữa chứ mới ghê chứ. Không hiểu luôn á. Về hổ ba mẹ hồi xưa nhá rồi không nghe. Chồng mà cũng nhầm thì thôi hết luôn. Ừ, nghĩ đó mà chồng mà nhầm đi. Chị nhầm không nắm chắc, chứ chồng nhầm phải chắc nghe. Sao hỏi ông Toàn biết gì không? Buồn hết sức luôn á. Chồng mi mà nhầm ta. Chồng ta là nhầm, buồn hết sức. Không nghĩ nó nổi luôn á. Ổng kêu mặt móc ra nè, ổng chụp mà yên cả. Móc nữa chứ. Hình rồi á. Mấy cái hình mà chị Loan chụp mà... Đang chồng cố à? Không không, chụp mà... camera này. Chị Loan đang lên tin nó lấy. Ừ. Mày nghĩ rằng cái trời cũng khác mà vậy. Giống không mày? Chị có thể nhận gì đâu. Ừ. 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 Nhà vệ sinh. Ừ. Ừ. Nhà vệ sinh. Cái tiếng chị tụ. Chị rụt nhầm. Em không, em không bị, em mắt em không nhìn nhưng em nghe cái tiếng. Tiếng không thể chấp nhận được. Cái tiếng mà kéo quần. Thì tiếng không phải kéo quần, quần ngồi nha. Yên thun rung lắc cái tư thì. Những cái cần nghe không nghe tụi. Những cái cần nghe nghe tầm bậy. Chồng đây là thông cảm, già lớn tuổi. Thông cảm lớn tuổi rồi. Đâu có biết, đâu có nhìn thấy, đâu có hiểu. Không hiểu rồi. Đâu có biết đâu, đâu có thấy đâu. Có gõ gõ chân không biết được chứ. Đi lần đầu á. Florian ơi.
Như chồng chị với chi đâu mà cười hảo. Chị chờ bạn cái chi? Chờ bạn cái miếng nào? Vì mấy bữa cũng rửa bằng cái miếng rửa chén đó. Không, nó trời cái nó sạch, sạch hết chi. Phòng vô mới sạch đó. Không, mới lấy nước rửa chén, rửa chén mới bỏ đi. Hồi xưa em cũng chờ lấy bôi nó cũng sạch mà. Chị đâu, chị không dùng dùng miếng chùi nhùi luôn á, chị dùng cái kia chị rửa xà phòng vẫn sạch. No.